Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của tuần này, thì tuần này chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị cho thi cuối học kỳ 1. Nội dung ôn tập của chúng ta bao gồm 3 chủ đề, đó là chạy ngắn, đội hình đội ngũ và chạy bền. Về chủ đề chạy ngắn sẽ có 4 câu hỏi ôn tập. Chủ đề đội hình đội ngũ sẽ có 3 câu hỏi ôn tập. Chủ đề chạy bền sẽ có 3 câu hỏi ôn tập. Sau đây chúng ta đến với chủ đề đầu tiên, đó là chủ đề chạy ngắn. Câu 1. Chạy ngắn có mấy giai đoạn? Em hãy kể tên các giai đoạn đó. Và câu trả lời: chạy ngắn bao gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn xuất phát, giai đoạn chạy lao, giai đoạn chạy giữa quãng và giai đoạn về đích. Câu 2. Em hãy phân tích lại kỹ thuật xuất phát thấp trong chạy ngắn. Có 3 lệnh sử dụng trong xuất phát thấp chạy ngắn là vào chỗ, sẵn sàng và chạy. Kỹ thuật thực hiện mỗi lệnh như sau. Lệnh vào chỗ: người chạy đứng trước bàn đạp, đặt chân thuận vào bàn đạp trước, chân còn lại vào bàn đạp sau, mỗi chân chạm mặt đường chạy. Sau đó, ngồi xuống, người chạy hạ đầu gối chân phía sau xuống đường chạy. Hai tay đặt sát vạch xuất phát và chống trên các ngón tay. Khoảng cách giữa hai tay rộng bằng vai. Khi kết thúc, cơ thể ở tư thế quỳ trên gối chân phía sau, lưng thẳng tự nhiên, đầu thẳng và mắt nhìn về phía trước. Trọng tâm cơ thể cần dồn lên hai tay, bàn chân trước và đầu gối chân sau. Lệnh sẵn sàng. Người chạy dần chuyển trọng tâm về phía trước, từ từ nâng mông lên bằng hoặc cao hơn vai. Hai vai nhô về phía trước và xuất phát từ 5 đến 10cm. Mắt nhìn về phía trước. Có 4 điểm trên cơ thể chống trên mặt đường chạy, đó là hai bàn tay và hai bàn chân. Giữ tư thế đó sẵn sàng xuất phát. Lệnh chạy. Người chạy đạp mạnh hai chân, đẩy hai tay rời mặt đường chạy, đánh tay ngược chiều với chân. Chân sau không đạp hết, mau chóng đưa về trước để hoàn thành bước chạy đầu tiên. Chân trước đạp duỗi thẳng các khớp, rời khỏi bàn đạp, ngay lập tức đưa về phía trước để hoàn thành bước chạy thứ hai. Câu 3. Em hãy phân tích lại kỹ thuật xuất phát cao trong chạy ngắn. Về tư thế thân người, người chạy giữ cho thân trên hơi ngã về phía trước một góc không quá 4 đến 5 độ. Hai vai không lắc nhiều. Phần đầu và thân người của người chạy cần giữ thẳng để các cơ cổ và cơ mặt trước được thả lỏng tự nhiên, tay sẽ ngược với chân. Về động tác của tay và chân, động tác của tay trong kỹ thuật xuất phát cao yêu cầu người chạy cần đánh so le với động tác chạy của chân. Người chạy cần đánh tay để giúp cơ thể giữ thăng bằng, và đánh cùng lúc với nhịp thở còn giúp tần số bước chạy được điều chỉnh. Động tác của chân: chủ yếu lực đẩy cơ thể của người chạy về phía trước chính là lực đạp sau của hai chân. Để tiết kiệm sức của hai chân, người chạy cần đạp sau đúng hướng và phải phối hợp đạp sau với độ ngã của thân trên và động tác của cả hai tay. Câu 4. Luật điền kinh phần chạy cự ly ngắn. Em hãy cho thầy biết
quy định về đường chạy là như thế nào? Quy định về đường chạy. Mỗi vận động viên sẽ phải chạy theo ô quy định. Chiều rộng của mỗi ô là từ 122 đến 125 cm. Các ô cách nhau bằng những vạch trắng. Tất cả các ô chạy phải có độ rộng bằng nhau. Số vận động viên mỗi đợt tùy theo số ô có trên sân thi đấu. Khi có đông vận động viên thì phải tiến hành đấu loại, vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết, và chọn vận động viên vào vòng trong dựa vào thành tích cao nhất, và cách chọn phải thông báo cho vận động viên. Việc xếp đợt và ô chạy cho vận động viên là do ban tổ chức sắp xếp. Các vận động viên không được tự ý đổi ô chạy của mình. Và vừa rồi, chúng ta đã ôn xong 4 câu của chủ đề chạy ngắn. Chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo. Chúng ta đến với chủ đề đền đội ngũ. Câu 5. Em hãy phân tích lại cách biến đổi một hàng dọc thành hai hàng dọc. Thực hiện biến đổi một hàng dọc thành hai hàng dọc, trước tiên tổ trưởng sẽ điểm số. Khẩu lệnh theo 1, 2, 1, 2, điểm số. Sau đó các tổ viên sẽ điểm số theo 1, 2, 1, 2 đến hết. Thực hiện biến đổi về khẩu lệnh thành hai hàng dọc, bước về động tác. Lúc này những bạn nào điểm số là số 1 thì đứng yên, còn những bạn số 2 thì sẽ bước chân trái lên một bước phía bên tay trái của bạn số 1. Kết thúc biến đổi, khẩu lệnh về vị trí cũ, bước, động tác. Các bạn số 2 sẽ bước lùi về vị trí ban đầu. Câu 6. Em hãy phân tích lại cách biến đổi một hàng ngang thành ba hàng ngang. Thực hiện biến đổi một hàng ngang thành ba hàng ngang, trước tiên tổ trưởng sẽ điểm số. Khẩu lệnh theo 1-2-3, 1-2-3, điểm số. Sau đó các tổ viên sẽ điểm số theo 1-2-3, 1-2-3 đến hết. Thực hiện biến đổi, khẩu lệnh thành ba hàng ngang, bước về động tác. Lúc này những bạn nào điểm số là số 2 thì đứng yên, còn những bạn số 1 sẽ bước tiến chân trái về phía trước bạn số 2. Những bạn số 3 sẽ bước lùi chân phải về phía sau bạn số 2. Kết thúc biến đổi, khẩu lệnh về vị trí cũ, bước về động tác. Các bạn số 1 và số 3 sẽ bước về vị trí ban đầu. Câu 7. Em hãy phân tích lại cách điểm số hàng dọc. Điểm số hàng dọc. Khẩu lệnh từ 1 đến hết, điểm số. Về động tác, các em lần lượt quay mặt sang trái và ra sau hô to số của mình. Sau đó quay mặt về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Và vừa rồi chúng ta đã ôn xong 3 câu hỏi của chủ đề đền đội ngũ. Sau đây chúng ta chuyển sang chủ đề cuối cùng. Đến với chủ đề cuối cùng, đó là chủ đề chạy bền. Câu 8. Khái niệm chạy bền là gì? Chạy bền là những cuộc chạy bộ ở những cự ly dài. Những cự ly phổ biến của chạy bền hiện nay bao gồm 800m, 1000m, 1500m và 5000m. Các em cần có sức bền và sự dẻo dai, nhanh nhẹn để việc chạy bền đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Câu 4. Luật điền kinh phần chạy cự ly ngắn. Em hãy cho thầy biết quy định về đường chạy là như thế nào. Quy định về đường chạy. Mỗi vận động viên sẽ phải chạy theo ô quy định.
Chiều rộng của mỗi ô là từ 122 đến 125 cm. Các ô cách nhau bằng những vạch trắng. Tất cả các ô chạy phải có độ rộng bằng nhau. Số vận động viên mỗi đợt tùy theo số ô có trên sân thi đấu. Khi có đông vận động viên thì phải tiến hành đấu loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Và chọn vận động viên vào vòng trong dựa vào thành tích cao nhất và cách chọn phải thông báo cho vận động viên. Việc xếp đợt và ô chạy cho vận động viên là do ban tổ chức sắp xếp. Sau đây, chúng ta đến với chủ đề đầu tiên, đó là chủ đề chạy ngắn. Câu 1. Chạy ngắn có mấy giai đoạn? Em hãy kể tên các giai đoạn đó. Và câu trả lời. Chạy ngắn bao gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn xuất phát, giai đoạn chạy lao, giai đoạn chạy giữa quãng và giai đoạn về đích. Về phần dặn dò, thì ở nhà các em ôn lại những câu hỏi này. Tuần sau, tuần 15, chúng ta sẽ làm bài thi cuối học kỳ 1 môn thể dục. Bài thi các em sẽ làm trên file mẫu. Thầy sẽ chuyển file mẫu cho các em vào tuần sau. Thời gian làm bài và nộp bài thi. Thời gian là từ 16:15 đến 17:00 ngày 15 tháng 12 năm 2021. Yêu cầu khi nộp bài. Về cách đặt tên file thì các em sẽ đặt tên gạch ngang lớp gạch ngang học kỳ 1. Ví dụ Nguyễn Văn A gạch ngang lớp 81 gạch ngang học kỳ 1. Tất cả các file bài thi các em sẽ nộp lại cho lớp trưởng. Và lớp trưởng sẽ nén file nộp bài của lớp mình lại để chuyển qua cho thầy. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.